Hello, xin chào tất cả các bác và toàn thể anh em. Và ở clip này lại tiếp tục lên những cái chiếc cặp và túi đeo chéo cũng như là túi đựng laptop rồi là giỏ sách cho chị em phụ nữ cũng như là kể cả nam giới, có cả những cái giỏ sách có thể nam nữ đều dùng được. Nó rất là đẹp, rất thời trang, rất đẳng cấp và tiện lợi. Thì ở đầu clip thì các bác chuyển khoản đủ mỗi cái sản phẩm nhà em sẽ báo ship cho các bác, còn các bác chỉ cọc 50k cho mỗi sản phẩm thì nhà em mới có thể đi đơn. Và cho cọc 50k thì các bác đương nhiên sẽ không được báo ship các bác nhé, và phí ship ở toàn quốc thì kể cả vào từ Phú Quốc trở ra thì cũng chỉ 30k trên toàn quốc thôi các bác. Và không để các bác chờ lâu, em bắt đầu vào những cái mã đầu tiên. Mã đầu tiên sẽ là một chiếc cặp, đó một chiếc cặp sẽ được khóa số các bác nhé. Đây là số đã về không hết, cho nên là khi các bác sử dụng ấy, các bác sẽ cài làm sao cho nó cho cái mã nào mà mình dễ nhớ nhất, có thể là tháng sinh hoặc là năm sinh vân vân đấy, tùy, hoặc là đuôi số điện thoại. Đấy, hiệu này là hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc các bác nhé, của Vương quốc Anh này. Hiệu Dax đó. Chất liệu thì sẽ là, rồi chất liệu da bê nhé các bác nhé, chất liệu da bê. Nó là chất liệu da gì thì em sẽ nói ra đó. Dập vân là dập vân đó. Chất liệu da bê, một chiếc cặp dành cho bác nào sẽ rất là đẳng cấp khi mang cái cặp này. Khóa số đó, đây là bắt đầu khám phá phía trong này, cũng sẽ có rất nhiều ngăn các bác có thể để laptop, tài liệu vân vân đó. Bút hiệu rất là nổi tiếng và xịn sò các bác nhá. Rồi, bây giờ em sẽ báo về cái mã của nó này. Mã sẽ là T189 này. Chiều cao 31,5, chiều ngang 39 đó, chiều ngang 39. 650k các bác nhé, 650k cho cặp này. Thương hiệu của Anh Quốc. Em lên một túi đeo chéo này. Đó, túi đeo chéo. Khi bỏ đồ vào ấy, thì nó sẽ phồng ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đây em bận quá các bạn, không đủ thời gian. Đây tên hiệu nó đây. Tên hiệu là C CO CO chết này. Đó. CO chết. Nó đọc theo kiểu Anh đúng không? Chất liệu da bò hạt. Còn đây sẽ là phía sau của nó này. Rồi cái này nút nam châm nhé mọi người. Nút nam châm phía trong, thì lòng còn rất là mới ấy. Và cũng có thiết kế hai ngăn chính và một ngăn phụ ở đây. Ngoài ra phía ngoài thì không còn nữa. À, phía ngoài chỉ phía sau còn thêm một ngăn nữa đó. Mã sản phẩm này thì sẽ là T194, cao 28, chiều ngang là 27,5 nha mọi người đó. 450k da bò hạt thôi mọi người. Đúng sản phẩm này thì giá tiền mua hàng high-end thì nó không đáng bao nhiêu các bác, chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng mà dùng nó sướng lắm, dùng nó rất đẳng cấp, rất sướng đó. Còn mình mua mới thì toàn là đương nhiên rồi, giá của nó cứ vài triệu các bác, tùy sản phẩm. Ví dụ như cái cặp nãy là mua mới thì mắc lắm đấy các bác, mắc tiền lắm, không hề rẻ đâu. Rồi đến với anh em và các bác biết chơi hàng hiệu nổi tiếng à, hiệu Camel nhé các bác. Đó, hiệu Camel này. Camel dịch nghĩa ra có nghĩa là lạc đà đấy. Đó, biểu tượng Camel, hiệu Camel rất là nổi tiếng. Chất liệu của nó, rồi chất liệu sẽ là chất liệu da cừu nhé, chất liệu da cừu. Và phía sau à, đây ở đây mới là mặt mặt chính của nó này. Đó, mặt chính của nó sẽ dập nổi chữ C, có nghĩa là tên hiệu Camel đó. Và đây một ngăn ngăn này, khóa đồng, rồi ở trong có thể đựng laptop nhỏ hoặc iPad, rồi tóm lại là đồ cá nhân. Thiết kế ở trong thì cũng sẽ rất là xịn sò, mọi người sử dụng sẽ rất là hài lòng luôn. Khám phá sau nhé, em không có đủ thời gian để mà review đâu.
Cơ bản tất cả những cái túi này đều còn dùng rất tốt và độ mới cao. Chất lượng da thì khỏi bàn luôn, mua có vài trăm ngàn thôi. Dùng đến cả từ 5 năm đến hơn chục năm luôn. Đó. Mã sẽ là T193 này. Chiều cao 33, chiều ngang là 30,5 này. Đó, 550k cho hàng hiệu Camel này. Rất đẳng cấp. Rồi tiếp tục em lên cặp đựng laptop này. Đựng laptop hoặc đi họp này. Chất liệu da bò hạt nha mọi người. Chất liệu da bò hạt. Đến từ thương hiệu gì đây? Đây thương hiệu của nó đây. Thương hiệu của nó là TG này. Thương hiệu TG Bolo, đó, TG Bolo. Nguồn hàng của em lấy là nguồn hàng từ Nhật Bản về các bạn, nguồn hai hen từ Nhật Bản về. Cho nên tất cả các sản phẩm thương hiệu trên toàn cầu đều xuất sang thị trường khó tính bậc nhất châu Á, đó là Nhật Bản. Ở phía trong thì không có chia hai ngăn mà chỉ có một ngăn. Ngoài ra có nhiều những ngăn phụ có thể để thẻ, giấy tờ, vân vân. Đó. Chất liệu da bò hạt. Mua một lần nhưng mà đúng là gọi là dùng 1 phần 3 đời hoặc một nửa đời cũng đúng, vì giữ được thì có thể dùng đến không phải là trên chục năm mà chỉ đến mấy chục năm thôi. Đó. Mã là T191 này. Chiều cao 28,5, chiều ngang là 37,5. Đó. 450k cho túi này nhá, 450k. Rồi, tiếp tục là một túi đựng laptop, giỏ sách đựng laptop, nhãn hiệu là Trinh Luda này, đó nhãn hiệu Trinh Luda. Phần góc này còn có một miếng da mà người ta dập vân giống như kiểu da đan đó mọi người, đó rất là chất luôn, rất chất, màu cũng đẹp, da bò hạt, xuất qua thị trường Nhật Bản. Đây, phía trong độ mới rất cao mọi người. Túi này gần như các bác mua là gần như mua mới mà có mấy trăm ngàn thôi. Đó. Độ mới cực cao, xuất quay trường Nhật Bản nhé. Hiệu Trinh Luda. Mã sẽ là T192, đó. Chiều cao 29, chiều ngang 37,5 này. 450k cho túi này. Đó. Mọi người không thích đeo dây thì mọi người có thể tháo dây ra nhé. Nói chung là những cái cặp như thế này, nó đều có dây đeo các bác, đều có dây đeo và mọi người không thích mọi người có thể tháo dây ra. Rồi lên tiếp cho mọi người một chiếc đựng laptop cũng rất là gọn thôi, diện tích chiều diện tích của nó cũng không lớn. Đến từ hiệu Botensen này, đó hiệu Botensen, da bò hạt màu đen, dây khóa bên trong và cái này cũng thiết kế rất là nhiều ngăn, đó đựng tha hồ nhá, rất nhiều ngăn bên trong. Và nhìn cái vải lót bên trong thì mọi người có thể thấy độ mới rất cao nhá, độ mới cực cao. Mã là T 188 này, chiều cao 27,5 này, chiều ngang 35,6, ủa có kỳ 35,5 mọi người ạ, nhầm ghi nhầm 35,5 thôi, 35,6, 450k, 450k cho bạn này, Botensen. Rồi lên một túi giỏ sách đựng laptop cho nam cũng được, nữ cũng được. Đó, mới kem luôn. Con này rất mới, người ta xài lướt thôi mọi người. Người ta xài lướt rất mới này. Đó. Cực mới, cả trong cả ngoài đều rất mới. Dùng con này thì không biết bao giờ nó mới hỏng. Đó.
Bề mặt này là sẽ là da dập vân chữ S nhé. Chữ S thì nó sẽ biểu tượng của tiền đấy, của đô la đấy. Dập vân chữ S rất là hay không? Đó, màu nâu. Rồi, ok. Con này thì đấy, thiết kế ở trong nó sẽ như này, cũng có vách ngăn để đựng laptop, tài liệu vân vân. Đến từ thương hiệu, cái thương hiệu của nó này, thương hiệu là Pu, đó, Pu, Pu Kho, Kho House, đó, Pu, có nghĩa là ngựa gì đó, đại loại là ngựa gì đó. Đó, dịch nghĩa là nó có cái từ ngựa mà. Biết đâu nó lại sản xuất bằng da ngựa các bác, không biết được đâu nhá. Đó. Vì nó có từ ngựa ở đây thì em nghĩ là có khi nó lại sản xuất bằng da ngựa. Hoặc là cái túi của Camel chẳng hạn. Camel lạc đà, thỉnh thoảng trong những sản phẩm của họ họ cũng sử dụng những chất liệu da lạ như lạc đà. Là hiếm. Mã AT190 này. Chiều cao 30, chiều ngang 39 nha mọi người. Đó, 550k mới càng như mua mới. Rồi, có mấy trăm k mà mua một cái túi giỏm ở ngoài chợ cũng mất mấy trăm, gần bằng, có khi còn có cái còn cao hơn mà không phải chất liệu da thật. Đây, mới keng da thật phát chất. Rồi, lên tiếp cho mọi người thêm một túi nữa, da B nhá mọi người. Không phải đâu, chất liệu da này là da da da, da cừu, da dê mọi người, không phải da B nhá. Rồi, đây là mặt mặt trước này, mặt sau này. Vâng, em tiếp tục review đây phía trong này, phía trong các bác nhé. Phía trong cũng có ngăn laptop này, đó, chất liệu da dê, da cừu nha mọi người, rất nhiều ngăn, nó lại cái túi này rất nhiều ngăn. Mã sẽ là T183 này. Chiều cao 29, chiều ngang là 40, đó, 400k thôi này. Làm gì mấy trăm ngàn để làm gì, chả giải quyết gì bây giờ cả mấy trăm ngàn. Mua một cái túi da thích thì mình dùng, thỉnh thoảng đi đâu đeo đựng đồ nọ đồ kia cũng được, đâu nhất thiết cứ phải đeo laptop đâu các bác. Đi ra đường với những cái túi này mình đựng đồ của mình, đó, rất đẳng cấp mà chất liệu da thật, bao giờ nó cũng để lại sự đẳng cấp xịn sò những món đồ mình mang theo đó. Cái này thì sẽ là da bò nha mọi người, và đến từ thương hiệu AO Cam này. AO Cam thương hiệu của Hàn Quốc xuất qua thị trường Nhật Bản. AO Cam đây là phía sau màu nâu da bò, phía trong độ mới còn rất cao nha mọi người, độ mới rất cao. Mã là T187 này. Chiều cao 28, chiều ngang là 36,5 này. Đó, 450k là túi này. Quá rẻ. Rồi, tiếp tục. Đây. Túi đến từ thương hiệu Kang Long này, đó, thương hiệu Kang Long. Xuất qua thị trường Nhật Bản. À, đây thêm một cái ngăn nữa. Xịn sò chưa, da bò hạt nhá, màu đen, độ mới còn rất cao. Rồi bên trong thì nó cũng chỉ có, ok, nó cũng ngăn hai hai ngăn nhá, đây một ngăn để vào đây nữa. Đó, mọi người có thể tự khám phá khi sở hữu nó nhá. Sẽ rất bất ngờ với từng thiết kế của những chiếc túi khác nhau. Mã sẽ là T185 này. Chiều cao 28 này. Chiều ngang là 36,5 nha mọi người. Đó, 450k, 450k. Rồi, tiếp đến là tên hiệu của nó bên trong các bạn. Ở đây có logo. Đó, cờ này thì cờ Pháp hay sao? Hình như cờ này cờ Pháp mà. Đúng không?
Cửa Pháp nhé, có nghĩa là nó là thương hiệu của Pháp đấy các bạn. Tên hiệu hơi khó đọc nhỉ. Cái bên trong có đó đây, tên hiệu nó ở dây này, Tanmetso này, Tanmetso, Tanmetso, thương hiệu của Pháp. Cái cờ kia rõ ràng cửa Pháp rồi, đây phía trong lòng nhá. Đây, đây thêm đó, phần bên này như người ta còn chưa có dùng đến ấy, nên là nó còn khá là dính đó, người ta còn chưa dùng đến. Thế vậy là cái túi này độ mới cũng rất là cao rồi đấy. Đây là thương hiệu của Pháp xuất qua thị trường Nhật Bản này. Mã này, mã T1886 nha mọi người. Đó, chiều cao là 29,5 này, chiều ngang 38, 450k. Rồi, tiếp tục là một giỏ sách đến từ thương hiệu gì đây? Thương hiệu khe phu xít, thương hiệu khe phu xít, chất liệu da bò, chất liệu da bò hạt và dập vân đây. Đó, dập vân hoa văn rất đẹp nha mọi người. Đó, hai góc túi này, đây nữa. Đó, hình thức rất đẹp mọi người. Rồi, phía trong đó, phía trong thì cũng sẽ có ngăn đựng laptop riêng, à, khóa bấm nha. Rồi, cũng nhiều ngăn nhỏ khác nữa, những cái phần đấy thì không có quan trọng đâu, quan trọng là các bác cảm thấy nó hợp lý, mình có thể mình mua mình dùng, không có thì mình mua cho người nhà mình dùng cũng được, làm quà tặng cũng được, rất ý nghĩa. Giá thì có vài trăm ngàn mà dùng hàng chục năm trời không hỏng, vẫn nhớ mình luôn, thậm chí lại cho người khác. À, mã T 184 này, chiều cao 27,5 à, chiều ngang 37,5 nha mọi người, 450k, 450k. Rồi lên túi màu xanh navy nha mọi người. Một giỏ sách chị em đều dùng được, nam giới cũng dùng được. Màu xanh navy rất là chất. Ờ, đến từ thương hiệu Mexican này. Mexican có nghĩa là người người Mexico nhá. Người Mỹ, ok. Nam nữ đều dùng được. Có dây đeo, à, phía trong này cũng sẽ có rất là nhiều ngăn khác nhau. À, rất nhiều ngăn. Logo rất xịn sò nha mọi người. Độ mới rất cao luôn. Không khác gì một mới. À, mã này, mã T182 này, chiều cao 29,5 đó, chiều ngang 27 này, 450k, 450k nha mọi người, 450k cái túi này. Đó, nam nữ đều dùng được. Rồi, một giỏ sách cũng là nam nữ đều dùng được, chất liệu da bò hạt màu đen, đến từ thương hiệu Otto, Autobahn này, thương hiệu Autobahn nha mọi người. Đó, ô tô thì hay mình còn dịch hiểu nghĩa nó là ô tô đấy. Đó, ô tô đấy. Giỏ sách nam dùng được, nữ dùng được, cũng khá là cao. Đấy, ở phần này sẽ là dập logo tên thương hiệu này, Autobahn. Rồi, lật này lên nhá. Đó, lật này lên này. Đây có ngăn này. Rồi là thêm một ngăn nữa ở dưới khóa kéo này. Và cái ngăn này mới đặc biệt này. Ngăn này để kính nhá. Đó. Cái ngăn này này sẽ để kính nhá mọi người. Để vừa một cái cặp kính. Rất hay không? Ở phía trong. Ok. Cũng có vài ngăn khác nhau. Một. Một ngăn, hai ngăn. Ba ngăn. Ba ngăn khác nhau. Gài bút. Gài thẻ. Vân vân. Đó. Rất tiện lợi chưa? Đó. Chưa kể bên này thêm một cái ngăn nữa. Mà thiết kế gần như kiểu là ngăn hộp ấy nhá, rất hay không? Mã T181 này,
chiều cao 36, chiều ngang 30,5 nhé mọi người. Đó, 450k, đó, chỉ 450k thôi, trừ khoản đủ nên bao ship. Rồi, túi đeo chéo Gucci đây. Túi đeo chéo Gucci cho anh em nào đây. Nói chung là nam nữ đều dùng được, cứ hiệu nổi tiếng chính hãng này là sướng không? Đó, Gucci nhá. Gucci đeo chéo này. Mấy cái thương hiệu này không cần phải review nhiều, sở hữu nó là sướng không? Có mấy khi mà mua được mấy cái con hiệu lớn lớn này đâu, ít lắm. Mà bọn em những cái con này bọn em toàn phải nhập thửa riêng ấy, thế nên là giá nó sẽ khác với những con thường các bạn. Ôi rồi, người ta phân loại hàng hiệu, con nào hiệu lớn là người ta xỉ giá cao các bạn, không có chuyện rẻ đâu. Đó, đây mã Gucci này, T180 này, chiều cao 27,5 này. Rồi ok, chiều ngang 32,5, 690k cho em Gucci nhé. Rồi, hiệu gì đây? Bosenten, hiệu Bosenten, hiệu Bosenten đó, thương hiệu này của Ý nhé các bác nhé. Đó, thương hiệu Bosenten này của Ý đấy. Lúc nãy cũng có một cái giỏ sách cũng hiệu này Bosenten, em quên em không nói đấy, của Ý nhá. Được design sản xuất tại Ý, xuất Nhật này, chất liệu da bò hạt đó. Ai chê được những sản phẩm của người Ý không, kể cả những sản phẩm nổi tiếng cũng như những cái hiệu mà không nổi tiếng thế giới nhưng mà họ lại thậm chí có cái giá bán nó lại còn đắt hơn cả những cái hiệu nổi tiếng của Ý cơ. Đó, Ý nó là vậy đấy các bạn, ngược đời á. Ý, Đức, Pháp thì phải có những thương hiệu như vậy. Nó không nổi tiếng thực sự, nếu nó nhắc đến tên hiệu không ai biết, nhưng mà đụng vào đồ của nó mua giá mắc khủng khiếp. Đó, ngăn này, phía trong. Rồi, phía trong đấy nha các bác nhá. Độ mới vẫn còn cao. Đây thêm một cái ngăn phụ nữa. Rồi, nút bấm nam châm. Mã là T179 này, chiều cao 31, chiều ngang 29, đó, 450k, thương hiệu của Ý, xuất từ trường khó tính Nhật Bản. Da bò dập vân cá sấu, à, da bò dập vân họa tiết cá sấu, giỏ sách nam nữ đều dùng được. Rất nhiều hiệu quá, còn nhiều hiệu lắm, em cứ có thời gian em mới lên được thôi. Đây phía trong này, đó, cũng có nhiều ngăn đựng laptop này. Đó, đựng thẻ tài liệu vân vân, rất là nhiều ngăn. Nó là của thương hiệu Double Lux nhé các bác nhé. Đó, Lắc này thì có nghĩa là may mắn đấy, nó là chính là cái từ lucky ấy, double luck đó. Các bác sử dụng cái túi này biết đâu lại gặp may nhá, giống như một lời chúc này. Một lời chúc may mắn cho năm mới nhá. Mã là T178 này, chiều cao 29, chiều ngang 39, đó, 450k, nam nữ đều dùng được, dập vân họa tiết cá sấu. Đây, một chiếc cặp rất đặc biệt cho các bác nào đây. Đến từ thương hiệu gì đây? Hiệu cá sấu nhá. Đó, đó, Croco Polo, có nghĩa là cá sấu polo đấy. Nó là ghép từ cá sấu polo. Đây, biểu tượng con cá sấu đây. Đó, mọi người thấy không? Biểu tượng con cá sấu nhá. Cá sấu polo rất đặc biệt, tại sao? Không phải ở bởi cái thương hiệu đâu, bởi chất liệu da này. Đó, các bác biết không? Đây là chất liệu da voi nhá. Kinh khủng chưa? Cái lô hàng này của em có mấy con da voi liền. Đó, bác nào nhanh tay sở hữu được nó thì đúng là
Chắc là cả khu vực của bác ấy chỉ có mỗi bác ấy sử dụng cặp da voi thôi. Cặp da voi thì đương nhiên rồi, nó cũng sẽ bền, có khi còn bền hơn cả da da bò nhé bác. Hả? Xịn sò chưa? Đó, em học rất lâu đấy mới có thể biết để check chính xác được nó là chất liệu da gì của từng từng loại sản phẩm thương hiệu đó. Ngăn phía sau này cặp da voi. Rồi, ngăn đây, ngăn đây, đựng laptop, tài liệu, thẻ, bút. Quan trọng nhất là chất liệu da voi thì đúng là thực sự có lãnh đạo đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã may mắn được sở hữu một cái cặp da voi xịn sò như mình đó, quá đẳng cấp luôn rồi. Mã T176 này, chiều cao 29, chiều ngang 38 này, 650k, 650k cặp da voi hiệu cá sấu Polo. Rồi, giỏ sách nam nữ đều dùng được. Có vẻ như màu xanh nhé mọi người, màu xanh navy. Không biết màu xanh hay màu đen nữa, và chỗ này bị lóa quá. Rồi ok, màu xanh navy nha mọi người. Đây, mặt trước của nó đây nhé. À, đến từ hiệu Mexican. Mexican. Mễ Tây Cơ, người Mễ, người Mexico. À, ngăn đây. Trong này cũng rất nhiều ngăn và có túi đeo đây. Đựng iPad, laptop, tài liệu. Ok đi. Thương hiệu này là thương hiệu rất là nổi tiếng đấy các bạn. Thương hiệu người Mexico này, rất nổi tiếng. Xuất Nhật này. Mã T177 này. Chiều cao 29,5, chiều ngang 36,5. Đó, 450k mọi người. 450k là túi này. Nam nữ đều dùng được, màu xanh navy. Rồi, bây giờ đến da bò hạt này. Hiệu gì đây? Hiệu Dimo, Dimo Dan nhá. Đó, hiệu Dimo Dan. Da bò hạt màu nâu sẫm. Độ mới còn rất cao luôn. Độ mới cực cao. Đây sẽ là phía trong của túi. Đây. Ngăn đựng laptop này. Ok chưa? Rồi ngoài ra nhiều vài ngăn phụ khác. Tài liệu. Báo mã coi nào. Mã T175 này. Chiều cao 29,5 này, chiều ngang 37,5. Đó, 500k cho giỏ này. Đựng laptop, tài liệu. Rồi, tiếp đến là rồi da bò hạt đấy mọi người. Da bò hạt đây là mặt sau, còn đây sẽ là mặt trước. Rồi, đến từ thương hiệu gì đây? Dubalu, đó, Dubalu xuất qua thị trường Nhật Bản nhá. Da bò hạt hiệu Dubalu xuất qua thị trường Nhật Bản. Khóa dùng mà nó mà bị kẹt đấy, các bác có thể sử dụng đèn cầy nhá, nến, đèn cầy. Chỉ quẹt vài đường thôi. Đó, quẹt vài đường là mình kéo sẽ cực kỳ trơn tru bình thường thôi. Cái này tại người ta ít dùng nên là để lâu nó cũng sẽ thế thôi. Mình chỉ có dùng đèn cầy nến lướt và lướt ở trên đường khóa là sẽ lại trơn tru trở lại ngay. Đó cũng là một cái cách để mình chăm sóc bảo dưỡng khóa đó. Phía trong này rất nhiều ngăn mọi người, đá cũng rất là hấp dẫn cho mọi người. Chỉ 400k trừ khoản đủ bao ship này. Mã T174 này, chiều cao 28, chiều ngang 37. Đó, 400k, 400k đã sở hữu một cái túi da rồi, rẻ hơn cặp học sinh các bạn. Như thằng cu nhà em cặp học sinh của nó đi học cấp 2 mua cũng là đồ vớ va bẩn thôi, nó đã gần 1 triệu bạc rồi bác. À, đây các bác, đồ mới còn ok thế này, có vài trăm bạc các bác sở hữu.
đổ ra thật xịn sò. Rồi, con này là da da cừu nha mọi người, da cừu. Đây sẽ là mặt sau. Và đây là bên trong rồi. Có vách ngăn, hai ngăn. Rồi, mọi người cứ tự khám phá nhá. Ở trong nó sẽ thế đấy. Mặt trước này, mặt sau này. Màu nâu nhá. Mã T173, chiều cao 28 này, chiều ngang 37,5 đó. 500k, da cừu màu nâu. Và clip của em xin tạm dừng ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nhé. Em còn rất là nhiều túi và rất nhiều thương hiệu nổi tiếng cơ. Chào tạm biệt mọi người.